không có gì trong đây, nhưng mà mình lại mua hết tất cả những cái inside interior. Mà anh nghĩ cái này là flat nếu mà làm bên xây dựng thì nó anh biết rõ là mình không có tốn nhiều thời gian. Nếu mà anh thích cái thiết kế này á thì em cung cấp cái số công ty họ sẽ làm giống vậy, màu sắc như thế nào. Em nói là cỡ 500 á. Dạ. Phòng furniture là lấy từ phần nào vậy? Trên ceiling là nó cũng không phải có ceiling phẩm, nó chỉ là concrete thôi phải không? Dạ, mình phải làm là ceiling dạ, luôn. Được. Xin lỗi, phải làm ở trên mình phải làm ceiling luôn chứ nó có gì vậy? Nó kiểu như là bare bone thế. Ở bên Mỹ chắc mình đang nhà khác. À, tại vì không có được mà bán nhà mà chỉ vậy, tại vì nhà bán là vô ready ở được. À, nó mới chỉ bán, nó mới cho bán. Bếp, toilet. À, thế rồi sau mình không muốn nữa thì mình mới thay đổi. Dạ. Chứ lúc bán là phải có để cho người ta vô ở lại được liền. Ra cái tình hình lúc mà anh nói anh không hiểu. Dạ. Anh hiểu ồ nó tại sao em nói với anh em cảm giác không anh hiểu ủa số tiền hết ta chưa biết ủa mà tại sao ở đây bán mà nhà không có dạ. Cô không có actually